Dạ. Hôm nay trước khi mà tôi yêu hát thì Dũng cũng nói chung là không ngờ là có những anh chị thi cũng ủng hộ cho em rất là nhiều. Tại vì Dũng thực sự mệt lắm, không phải là gì nhưng mà rất là cảm kích cái sự ủng hộ của các anh chị ở đây, và mình vẫn tiếp tục để mà vui. Tôi là nhà đại tiên tri đó, tôi đã nói khi mà anh và gia đình tổ chức chương trình này sẽ hết chỗ ngồi, bảo đảm. Tôi đã nói cách đây một năm rồi là anh Lê Dũng anh chơi nhạc rất thích thú, bởi vì quý vị hát với anh Dũng, cái tiếng nhạc của anh sẽ nâng cái giọng ca của quý vị. Đó là điều số 1. Điều thứ 2, giọng âm thanh ở đây là hay nhất trong vũ trụ loài người. Những cái dàn khác nó không có nâng cái giọng của mình lên. Đó là quý vị sẽ để ý, tại vì quý vị yếu về âm thanh cho nên không biết cái dàn âm thanh này hay lắm. Nhạc phẩm này riêng tặng cho Lê Dũng và cũng tặng cho các cô. Khi yêu người nào và tìm cách ấp ủ, nhạc phẩm nó mang tên là ấp ủ. Pha trưởng cha cha nha, pha nha. Trong thế giới loài người, đàn ông phải đi cần đàn bà, mà đàn bà cần đàn ông để ấp ủ. Cái chuyện đó là tôi nói thì có vẻ đụng chạm, nhưng mà nó là sự thật. Quý vị thiếu người ấp ủ là những cái đêm ngủ cô đơn. Phạm Anh Dung. Một ngày ai sẽ áo tin ta
là tình yêu kia ly tan mà lòng vẫn thương vẫn nhớ tình đó vẫn khiến rồi lòng ta đau cùng với bao ngày làm lên sông nỗi đau trong lòng Cảm ơn